Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 155, đề bài như sau. Quan sát hình 49.1 và 49.2 để hoàn chỉnh thông tin sau về cấu tạo của mắt. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy quan sát thật kỹ hai hình 49.1 cấu mắt phải trong hốc mắt và hình 49.2 sơ đồ cấu tạo cấu mắt có trong sách giáo khoa trang 155. Các em hãy lưu ý các chú thích có trên hình để hoàn thiện được phần bài tập. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Cấu mắt nằm trong hốc mắt của xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi các mí mắt, lông mày và lông mi, nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm cho mắt không bị khô. Cấu mắt vận động được là nhờ các cơ vận động mắt. Cấu mắt gồm có 3 lớp. Lớp ngoài cùng là màng cứng, có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cấu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác, trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cấu mắt. Tiếp đến là lớp màng mạch, có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen, tạo thành một phòng tối trong cấu mắt, như phòng tối của máy ảnh. Lớp trong cùng là màng lưới, trong đó có chứa các tế bào thụ cảm thị giác, bao gồm hai loại tế bào là tế bào nón và tế bào que. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 155.